Bài ca Người lính. Nhật ký Bùi Đức Liễn. Giọng đọc Hải Yến. Ngày 23 tháng 7, trở về nhà Tuyên đã 3 ngày rồi. Thật là vui khi anh em bạn bè lại hội ngộ sau những ngày xa cách thương nhớ. Mấy ngày về nhà, con người mình mới thấy sảng khoái, khỏe khoắn hẳn lên so với những ngày nằm dài nơi bệnh xá, buồn tẻ và vô vị. Sáng 20, Hậu và xe bắt đầu xuất hành và đi suốt một ngày trời mới tới Si Phách. Có ghé qua một vài nơi ở cũ, bà con thôn xóm lâu ngày gặp lại, họ rất vui và hỏi thăm thân tình khiến mình rất xúc động. Quãng 8 giờ tối, đến nhà tổng lay, gia đình biết mình đi viện về, mừng lắm, hỏi han rối rít. Mới nghe tiếng mình, bà cụ, chị Phi, bọn trẻ đã nhận ra ngay Bỏng Liễn. Gia đình làm cơm, thịt gà, bọn mình ăn một bữa cơm ngon lành trong tình cảm thân thương, như tình ruột thịt của gia đình. Gia đình mà từ lâu mình coi như gia đình mình vậy, và gia đình thì quý mình như đứa con thân yêu của họ. 4 giờ sáng sau, mình thức giấc và từ giã gia đình trở về đơn vị trong niềm nhớ lưu luyến của gia đình. Sáng hẳn thì về tới B2 của mình. Tổ Tuyên đã tề tựu đầu phum, thấy mình anh em phấn khởi quá, thế là lại đông đủ cả. 31 tháng 7 năm 1971, tin cô Tích, người con gái cùng quê hương, hy sinh đã làm tôi xiết bao xúc động, thương cảm. Thằng giặc trên chiếc cá rô khốn kiếp của giặc Mỹ đã sát hại Tích sáng 28 tháng 7, cướp đi cuộc đời trong trắng đẹp đẽ của một nữ chiến sĩ giải phóng. Tích đã hăng hái dũng cảm tạm từ giã những người thân yêu, quê hương giàu đẹp với biết bao kỷ niệm của thời thơ ấu, đã vượt trường sơn muôn dặm hiểm trở vào Nam góp sức trẻ của mình vào sự nghiệp của dân tộc giải phóng miền Nam. Tích đã hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Tích sẽ không bao giờ gặp lại những người thân yêu, quê hương quan họ chữ tình nữa. Tích đã yên nghỉ mãi mãi trên quê hương bạn xa xôi này. Tích ơi, những hình vẽ cho Tích thêu khăn mà tôi chưa thực hiện được sẽ mãi mãi dang dở. Ngủ ngon Tích thân mến nhé, nghiêng mình vĩnh biệt người đồng chí của tôi. Năm đi quân y viện đã gần chục ngày rồi, thương Năm quá. Một người bạn hiền lành ít nói, nghe phong thanh bệnh tình của Năm nguy kịch lắm, mong những điều tốt lành đến với bạn. Buồn quá, dạo này toàn những tin chẳng lấy gì làm vui. Tổ Tuyên thân yêu của tôi. Ngẫm lại Tổ Tuyên cũng nực cười, béo gầy cao thấp cũng vừa thôi, bút ngồi thóc mách dăm ba chữ, dài buồn thơ thẩn tí chút chơi, chẳng gầy không béo rong ròng người. Đấy là ông trưởng họ Lương tôi, mặt đỏ như son, vua tháo vát, đã làm tiểu ban mấy mẻ cười. Lưng gù chân bát dáng tay chơi, đôi mắt mơ huyền miệng tủm cười, má hằn vết sẹo thời thơ ấu, xoang mũi ca xà lắm bệnh đời. Nổi tiếng chăn nuôi thật hơn người, nuôi chó dăm ngày, chó tắt hơi, chăm mon ba bữa, mon bò cạch, xin mèo mấy buổi, mèo bặt hơi. Dâu mọc chờ dờn cạo làm chi, chỉ cần lấy kéo cắt nó đi, là vua cẩn thận hay cau có, mỗi lúc có ai xâm phạm gì. Cao nhẳng gầy nhom, người lắm hoa, đó là ngài Dậu họ Mai ta. Bát hoa đem tặng đành ăn đĩa, ô lưu tối tối miệng suýt xoa. Không giỏi sao người tặng họ Tư, nấu ăn xào xáo thật là cừ. Chè kho nước chấm xưng anh tuyệt, bánh trôi bánh rán cũng ngon ơ. Thuốc lá đứng vào hàng 1-2, ớt cũng là tay khợp đại tài.
lắm em nhiều mối mà đơn chiếc, đêm nằm võng lạnh cứ thở dài. Sương sương nho nhỏ chẳng phải ai, bô hên liễn sứt ốm yếu hoài, thể thao cũng chẳng nên gần sức, ốm cho một trận lại nằm dài. Tuy thế mà hên lắm em yêu, Sài Gòn gia đình cũng chẳng nhiều, có một hai cô gì gì đó, Tây Ninh lách cách cũng phiêu diêu. Lại đến Bình Hòa cô phụ in, khen ai rút giấy khéo và mềm, cô bé nhà bên thường gánh nước. Mỗi một lần qua, mắt ghé lều, vầng trán hằn lên những nghĩ suy, đại dương sóng cuộn có khác gì. Cô đồng hương xóm, thương ra phết, chẳng có gì hơn mấy viên bi. Lách cách cậu năm, bé nhất nhà, tính hiền ít nói, ít đi xa. Ngày ngày cặm cụi, ngồi gõ máy, như đánh móc sơ, tích tích tà. Một chiều lặng gió mới cơm xong, bước vào trong bếp lửa đang hồng. Nước sôi trong ấm mang ra uống, chẳng ngờ bò đá khổ thân không. Hôm sau lại bị lợn sơi quần, lắm nạn tai ương đến quấy thân. Chờ ai mang thuốc mà chẳng thấy, thì cũng mang danh có pệt thân. Cuối cùng là đến san sệt tôi, vì ăn lắm ớt mới bị người đặt tên sột sệt, ôi đau khổ, mang danh để mặc mọi người sơi. Vì lắm cay chua mới sư pua, lại thêm được hiệu chú càng cua, thật có tiếng mà không hỏng miếng, mang nỗi oan gia đến tận giờ. Mấy năm chinh chiến ốm đau nhiều, ngực chẳng còn mong được to hơn, bụng ngày mỗi bự thêm nhăn chán, mắt thì mộng mị kéo đến rồi. Vương San, Campuchia, tháng 7, 1971. Ngày mùng 7 tháng 8, 1971, đêm qua hành quân từ giã ngã từ chùa Cô Tích về đây. Vì để giữ bí mật nên bọn mình phải hành quân theo đường vòng, mãi 3 giờ sáng nay mới tới điểm, cũng thấm mệt. Một phần đường dài, một phần đầu óc mệt mỏi sau một ngày trực chiến căng thẳng. Ngay từ sớm qua, địch cho đổ quân xuống làm mấy cụm, trưa thì đoàn xe bọc thép xuất hiện từ hướng trục lộ Sỏi về hướng chùa Đẹp. Quãng 20 chiếc trông rất rõ, có lẽ cự ly 1.000 mét thôi. Tiếp ngay đó là đoàn xe cùng bộ binh địch đụng quân ta. Tin sơ bộ là chúng thọc vào dây bộ và 1-2C của ta. Thế là suốt từ đó đến tối, bọn địch được xe tăng và máy bay yểm trợ, liên tục phản kích ta quyết liệt. Mình và San một công sự với 2 AK dõi theo tình thế và sẵn sàng chí cốt đến cùng nếu chúng bị ta đánh bật ở phía bên kia hoặc chúng đổ quân phía trước tiếp viện cho đồng bọn. Song khu vực ban vẫn vô sự. Mình và San cũng như mọi người bên đây rất lo cho các đồng chí 200 vì bọn địch đã tập trung huy động một khối lượng quân và máy bay, bom đạn rất lớn như muốn hủy diệt trận địa của các đồng đội. Hôm nay mới được tin về chiến cuộc hôm qua. Đau xót quá. Mặc dù ta diệt được của chúng 50-60 tên và một số xe, song phải trả giá quá đắt. Đấy cũng là bài học xương máu điển hình ở bệnh chủ quan. Ngày mùng 10 tháng 8, chúng tôi vẫn tiếp tục ở khu vực này, chưa biết tên phum là gì, gần cứ ông tóc bạc. Khu này dân nghèo quá, không thấy một ngôi nhà ngói đỏ. Tổ tiên mình ở bên mấy căn nhà nhỏ nghèo, một trong những gia đình nghèo nhất kể từ ngày mình biết trên đất Campuchia. Song cũng như nhiều nơi khác, những gia đình đó lại là những gia đình giàu tình thương yêu nhất, sẵn sàng mở rộng cửa đón các chiến sĩ giải phóng nghỉ chân. Chú thím gia đình mình với chục nhân khẩu có 2 căn nhà nhỏ nát chật chội, song cũng thu xếp dành cho bọn mình một nhà. Căn nhà dột ghê quá. Đêm nay mà mưa to thì mình và Giới vất vả lắm đây. Các cụ nhà mình chạy hết ra ngôi nhà ngoài đồng ngủ đêm cho đàng hoàng yên vị rồi. Mình thì có ý nghĩ cũng đơn giản thôi, là chẳng muốn đi đâu nữa. Ở nhà này thế là đàng hoàng hạnh phúc lắm rồi. Mình cảm thấy căn nhà như gần gũi, thân thiết biết bao.
Ngoài trời lúc này mưa càng thêm nặng hạt, tiếng hạt mưa rơi trên mái tranh thốt nốt, lốp bốp, nghe sao man mác, buồn buồn. Hoàn cảnh mấy gia đình quanh đây khiến mình thấy ái ngại, thương quá. Gia đình nào cũng một bầy trẻ con lam lũ, nheo nhóc. Bọn trẻ gầy nhom, đen nhẻm, quần áo rách bươm. Có những đứa không có vải may áo, ở trần suốt. Nhìn bọn trẻ tội nghiệp, lòng mình dạt dào xúc động, thương yêu. Có lúc mình như muốn khóc không đừng. Trên đất nước Campuchia này còn biết bao cảnh bất công, còn biết bao người nghèo, nghèo lắm. Và rất giống xã hội Việt Nam gần 20 năm về trước mà bản thân mình đã được chứng kiến. Rồi một ngày nào đó, thảm cảnh này sẽ phải chấm dứt thôi, chấm dứt vĩnh viễn để thay vào đó một chế độ mới tốt đẹp và lý tưởng. Chế độ cộng sản chủ nghĩa mà bước đầu như miền Bắc xã hội chủ nghĩa thân yêu của mình. Chà, mưa vẫn dữ quá, trời tối đen như mực, có gió nhẹ, không khí thoáng mát. Những hạt mưa lọt qua mái tranh vẫn đều đều rơi xuống sàn nhà. Mình nói với Giới, Giới cùng chung ngọn đèn dầu với mình. Anh chàng cũng đang nằm dài chép bài hát. Thế này là sung sướng lắm, hạnh phúc lắm rồi đấy. Nhớ lại những ngày ém quân bên bờ bưng, bên một gốc cây hoặc trong một hàm ếch nhỏ sấp nước, nằm co ro ướt lạnh. Và thỉnh thoảng, từng chập pháo ré không gian tối đen, vùn vụt lao tới, nổ chát chúa, đến không yên. Nghĩ lại những gian khổ đã qua, tất nhiên còn nhiều gian khổ gian nan với mức độ cao hơn. Mình thấy tự an ủi động viên mình và thấy được cái gian khổ vất vả lúc này, nhất là trên đất nước Campuchia, là còn thấp lắm, là còn sung sướng và hạnh phúc nhiều lắm. Và nó như tiếp thêm nghị lực, quyết tâm cho mình vượt qua và vươn lên. 11 tháng 8, khoảng cách xa nhất giữa trái đất và sao hỏa là 115 triệu km. Ngày 10 tháng 8, sao hỏa di chuyển cách trái đất gần nhất năm 1956 một lần, khoảng cách 15 năm, là 56 triệu km. Ngày 10 tháng 5, trạm sao hỏa của Liên Xô trong chương trình nghiên cứu sao hỏa và khoảng không vũ trụ cách trái đất 23 triệu km, theo đài Mạc Tư Khoa. Ngày 16 tháng 8 năm 71, tức 26 tháng 6 Tân Hợi, ngày người cha thân yêu của tôi bị giặc Pháp bắn chết 22 năm tròn về trước. Thầy kính yêu ơi, con nguyện mãi mãi xứng đáng là đứa con tin yêu của thầy. Ngày 22 tháng 8 năm 1971, trời, bài ca hy vọng của nhạc sĩ Văn Ký đang vang vọng từ Hà Nội, truyền qua làn sóng điện về đây. Bài hát tuyệt vời đã gắn liền với kỷ niệm sâu sắc trong đời tôi, mà mỗi lần nghe là mỗi lần tôi xiết bao xúc động, nhớ nhung. Bài hát mà bao năm nay tôi thường chăm chú chờ đợi. Đêm Noel năm ấy, tôi tạm chia ly mẹ yêu quý, các anh chị em, bạn bè, quê hương, lên đường vào Nam đánh Mỹ. Từ bấy, tôi vẫn luôn xứng đáng là đứa con tin cậy của gia đình, của quê hương. Tôi không có gì ân hận về tôi, và tôi vẫn hằng ấp ủ bài ca hy vọng năm xưa. Mùng 2 tháng 9, Phung Chốc đã trở về xóm nghèo lúc 4 giờ sáng nay, sau một đêm hành quân căng thẳng, mệt mỏi. Lâu, có lẽ từ hơn một năm nay, đêm qua mới hành quân một đêm dài, suốt hơn 10 giờ liền, đồ đạc lại nặng, đường lầy lội. Sáng nay, toàn thân mỏi nhừ, ngực tức thở một chút, chẳng buồn làm gì. Nói chung, anh nào cũng thấm mệt, kể cả anh khỏe như San, Yến. Chiều nay tắm giặt đàng hoàng xong, người cũng cảm thấy khoan khoái, nhẹ nhõm được nhiều. Rồi ngày mai, tất cả sẽ đâu vào đấy, tốt đẹp thôi. Kể ra, độ dày mình cũng có khỏe đều hơn thời gian trước. Chú bé Liễn đang tích cực tập thể dục, luyện khí công mà. Hôm nay mùng 2 tháng 9, song không khí miền Bắc qua đài phát thanh, mình cảm thấy không sôi nổi, vui như những năm trước. Cũng đúng thôi, năm nay quê hương bị lũ lụt to quá mà. Trận lũ lụt lớn chưa từng có ở nước mình.
không hiểu ở quê mình thế nào, mong rằng mọi điều sẽ tốt đẹp cả. Xóm nghèo Ba Lê, 14 tháng 9. Thế là đến hôm nay, mình đã hoàn thành căn bản giấy sáp tập thơ trung đoàn mang tên Dâng Đảng. Máy chữ hỏng nên toàn bộ mình phải viết tay, và cũng là tập thơ đầu tiên nên mình ráng tập trung cố gắng để trình bày tập thơ cho có hình thức đẹp mắt, hấp dẫn. Tập thơ mà đã mấy năm nay, từ ngày còn anh Đức, anh đã có ước mơ bọn mình phải ra được một tập thơ, một tập tranh đả kích. Chuyến này ra tập thơ lại nhớ đến anh Đức. Anh mãi mãi yên nghỉ nơi mảnh đất đồng bằng sông Cửu Long mà chẳng được thấy những bước đi của những đứa em, những nhân viên tổ tiên của anh, một cựu trưởng tiểu ban. Nhà Bằng, 12 tháng 10. Chiều qua cơm nước xong, mình đang ngồi chơi trên sàn thì Dậu mở đài giải phóng. Đài đang truyền đi bài giới thiệu thành tích của bệnh xá C2 khu Sài Gòn, đơn vị vừa được chính phủ tuyên dương đơn vị anh hùng. Từ hôm mình nghe thấy đài nói đến bệnh xá C2 là mình thấy ngờ ngợ. Có phải đúng đây là C2 mà mình đã từng biết trong những năm tháng xuân 1968-1969 không? Có phải C2 là nơi mình đã từng quen biết một số đồng chí, trong đó có Thoại Nhung, người bạn gái thân thiết của mình trong những ngày hoạt động ở khu Sài Gòn Gia Định không? Hôm nay, bỗng nghe thấy giới thiệu rõ nét về C2 khiến mình không khỏi không chăm chú theo dõi. Những địa điểm chiến trường, những thành tích hoạt động của đơn vị ấy càng thêm lôi cuốn sự chú ý của mình. Và rồi thì mình không còn nghi ngờ gì nữa khi mình nghe thấy một vài tên người đồng chí quen biết, nhất là cái tên cuối cùng trong số tên các đồng chí có chiến công xuất sắc, Nhung Dược Tá. Cái tên người con gái với nghiệp vụ quen thuộc ấy đã khẳng định cho mình niềm tin ấy. Đúng là bệnh xá C2 năm xưa nay đã trở thành đơn vị anh hùng, một tập thể với những chiến công xuất sắc. Các đồng chí thân mến, trận tuyến Sài Gòn Gia Định, nơi cửa ngõ Sài Gòn, sao huyệt của bọn cướp nước và bán nước, bọn Mỹ ngụy đã từng càn quét hàng bao nhiêu lượt, từ những trận càn khổng lồ Sedapol, Actamuro đến Gian Sơn City, cái nêm Atlas với hàng triệu tấn bom mà giặc Mỹ man dợ dội xuống đây, và nhất là những chiến dịch B-52 khốc liệt trong những năm 68-69. Bọn cướp nước và lũ bán nước tưởng rằng sẽ hủy diệt hết thảy mọi sự sống trên mảnh đất nhỏ bé này. Chúng tưởng rằng sẽ đẩy lui hết thảy mọi lực lượng ta nơi cửa ngõ thành đô. Song nơi đây, đất thép thành đồng, mảnh đất với mức độ ác liệt mà thế giới từng ví như Stalingrad trong đại chiến thứ hai, như Thượng Cam Lĩnh trong chiến tranh Triều Tiên. Nhựa sống cách mạng vẫn dạt dào mãnh liệt, các đồng chí vẫn sống và hoạt động với một niềm lạc quan tươi đẹp. Các đồng chí vẫn chiến đấu và nuôi một niềm tin tất thắng. Các đồng chí rất xứng đáng là những người con kiên trung, bất khuất của đất thép thành đồng, xứng đáng là những người con ưu tú của mẹ Việt Nam, đất nước anh hùng. Xin kính chào chiến công của các đồng chí, kính chào những người đồng chí quang vinh. Còn về Thoại Nhung, người bạn gái thân thiết của tôi, nghe tin trên tôi càng thêm áy náy suy nghĩ. Có phải Nhung đã hy sinh trong trận càn cái nêm Atlas thật rồi sao? Hay đấy chẳng qua là một tin đồn thường thấy trong chiến tranh? Tôi rất quý mến người con gái dũng cảm ấy, người bạn gái quen biết từ những ngày đầu mùa xuân Mậu Thân lịch sử ấy đã có nhiều kỷ niệm trong sáng đẹp đẽ. Chính trong trận càn đầu tiên khi giặc Mỹ ồ ạt kéo quân sang xâm lược, trận càn Sedapol, Nhung đã đi theo cách mạng, đã từ giã những người thân yêu, từ giã quê hương với biết bao kỷ niệm
của 15-16 tuổi thơ ấu bước vào cuộc sống đầy hy sinh gian khổ của người chiến sĩ cách mạng, người cộng sản, song biết bao vinh quang tự hào. Viết những dòng này thì tôi càng thêm xúc động, nhớ thương người bạn gái thân mến. Mình nhớ một lần đến thăm Nhung đầu năm 1969, gần Cầu Xéo, nơi làm việc của Nhung là một căn hầm chìm dưới đất. Tất cả thuốc men dụng cụ pha chế đều nằm gọn trong đó. Căn hầm tràn đầy ánh sáng tuy nằm sâu trong rừng, bởi vì khu rừng đã từng bị bom đạn địch, kể cả B-52, trà sát nhiều lần, chỉ còn trơ lại thân cành, gãy khô, hầu như không còn có lá xanh. Nhiều căn hầm nằm sát ngay bên hố bom tấn, sâu hoắm. Song nơi đây, cuộc sống vẫn sôi nổi hàng ngày, hàng giờ. Các đồng chí thương binh của ta vẫn được cứu chữa, chăm sóc rất chu đáo. Các đồng chí nhân viên trong bệnh xá vẫn miệt mài nhiệt tình trong công tác của mình. Thoại Nhung, người bạn gái thân thiết của tôi, vẫn hăng say làm việc. Một mình Nhung cùng một nữ dược sĩ nữa bảo đảm pha chế thuốc men cho bệnh xá. Công việc nói chung bận nhiều. Sau gần một năm gặp lại, chúng tôi rất vui, chuyện trò thật phấn khởi. Thái độ nhã nhặn, chân thành và sự quan tâm của Nhung đối với tôi khiến tôi rất xúc động, thầm cảm ơn. Nhung khen mình bây giờ vẽ khá hơn trước rồi. Thời kỳ ấy, trung đoàn mình còn trực thuộc phân khu báo chí, tập san đều có gửi cho phân khu bộ. Và cười, bây giờ vẽ Nhung được rồi, chứ chẳng còn sợ như hồi năm ngoái nữa. Từ giã Củ Chi thân yêu, đoàn mình hành quân lên biên giới và trở về CT9. Nhung còn viết thư tỏ ý lo lắng cho sức khỏe của mình. Lá thư với những dòng tình cảm thân thiết, chân thành mà suốt đời tôi không thể nào quên được. Trong tâm hồn tôi, mãi mãi lưu lại kỷ niệm trong sáng êm đẹp về người con gái khu Sài Gòn Gia Định năm xưa. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.